Tôi sẽ giới thiệu tới các bạn món giò bê. Để làm món giò bê, chúng ta cần phải chuẩn bị gừng băm, tỏi băm, bột nêm, tiêu bắc, mì chính, mắm và thịt bê, lá chuối. Chứ là chị đang ngồi nào hả? Đây là tỏi này, gừng, tôi cho lộn các gia vị rồi và ướp. Nước mắm, hai thìa nước mắm, bột nêm, một thìa bột nêm, một thìa mì chính. Tiêu bắc, tôi đã trộn đổ cái này không nhanh nhỉ, 6 tiếng á. Chúng ta cho gia vị vào và trộn đều. Thì mà gọi giỏ thêm làm thịt lợn à, hay có bò ấy, giỏ bò à? Bò à, bò đó. Vâng. Loại bà chỉ đây mây 22, cái chỗ này 22 chẳng biết. Khêu vui nhỉ. Làm ăn thì mình làm, mình ăn thì làm đơn giản. Luộc chín xong rồi là ướp nhỉ. Ướp xong rồi gói tùy từng mình bó ra, hoặc là luộc xong là xào.
Mấy trăm được bà cái đấy? 600. Năm nay có ăn giờ bò lợn không? Lợn năm nay thì ế. Mà giờ nuôi ăn lợn lành cũng kín. Chú mua thêm cả da. Giờ chả biết lợn nào lợn lành. À, mua thêm da, da mì đấy á. Ừ, xong là bố nhờ. Vậy. Mẹ đâu đây? Chú, đấy mà. Bắt đi đầu luôn. Đang hôm qua lấy mấy cái bắp đang cả tiền. Như vậy là 3 cân 6 thịt bê. Tôi làm được 3 cái giò các bạn ạ. Khoảng hơn 1 cân một cái. Bây giờ sẽ đem đi đun cách thủy 6 tiếng là được các bạn nhé. Bây giờ sẽ bỏ giò vào nồi và hấp khoảng 6 tiếng. Như vậy là giò bê được hấp 6 tiếng sau 6 giờ đồng hồ và thái ra sẽ như thế này. Đây các bạn xem. Đây, món giò bê đây các bạn. Như vậy là tôi vừa thực hiện xong món giò bê. Các bạn có thể xem tham khảo. Nếu thấy hay thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.